Sau những sắp xếp, thỏa thuận và cả những lần trì hoãn, cuối cùng chuyến đi Việt Nam của luật sư Hoàng Duy Hùng, nghị viên khu vực F, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã thành hiện thực. Nghị viên Hoàng Duy Hùng cùng phái đoàn bao gồm 4 người từ phi trường Tokyo, Nhật Bản đã đến phi trường Nội Bài vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày 22 tháng 3 năm 2013. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng, chủ trang mạng kbchaingoai.net đã đón gặp nghị viên Hoàng Duy Hùng và có cuộc phỏng vấn ngắn với ông ngay trong khu vực phi trường. Phố Bosa TV từ quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ cũng đã gửi gắm được một số câu hỏi với nghị viên Hoàng Duy Hùng. Vâng, kính thưa khán giả của Phố Bosa TV, chúng tôi Nguyễn Phương Hùng đang có mặt tại phi trường Nội Bài và chúng tôi vừa được hân hạnh đón tiếp một vị gọi là sau ông dân biểu Quang Cao Quang Ánh thì bây giờ là nghị viên Hoàng Duy Hùng. Xin hỏi nghị viên là có mệt không ạ? Dạ thưa anh Nguyễn Phương Hùng, trước tiên là rất là mệt vì đường xa đi công tác nhiều quốc gia. Dạ. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hà Nội thì quả thật chuyến dài cho nên cũng rất là mệt mỏi thưa anh Phương Hùng. Và trong một số những thông tin ở bên các diễn đàn hải ngoại thì được biết là phái đoàn bữa nay đi 4 người ạ. Dạ vâng thưa anh Nguyễn Phương Hùng, đúng như vậy, phái đoàn của Houston gồm 4 người tới về tới đây. Dạ vâng, thì thưa anh phu nhân có đi theo chứ? Dạ vâng thưa anh Hùng có. Dạ, là đây là câu hỏi của bên phố Bosa TV. Ông cho biết cảm xúc của ông sau bao nhiêu năm mới trở lại Việt Nam trong một tư thế hoàn toàn khác với lần vào Việt Nam trước đây. Vâng thưa anh Phương Hùng và toàn thể quý vị thính giả, chúng tôi đi công tác kỳ này là công tác của thành phố với tư cách là một vị dân cử của Hoa Kỳ. Chúng tôi đến đây thì người Hoa Kỳ mà nhìn thấy một quốc gia đang có một cái tầm vóc là chiến lược ở tại phía nam của Trung Quốc, chúng tôi cho rằng đây là một điều rất tốt, đó là với cái cảm giác của một vị dân cử. Nhưng mà đối với một cảm giác của một người xa quê hương, tức là một người Việt Nam, thì thưa quý vị, đây là một cảm giác rất là xúc động, là vì chúng tôi chưa bao giờ được có đặt chân tại sân bay Nội Bài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với sân bay Nội Bài. Lần đầu tiên nhỉ? Dạ vâng. Kính thưa khán giả, câu hỏi thứ nhì của Phố Bosa TV là vai trò của ông trong chương trình làm việc của ông ở Việt Nam lần này. Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Phương Hùng, là chúng tôi đến với Hà Nội cũng như là Đà Nẵng, đặc biệt là đến với Đà Nẵng và với tư cách của một vị dân cử Hoa Kỳ làm việc với giữa hai thành phố với nhau. Và câu hỏi thứ ba là ông trông đợi và mong muốn sẽ làm gì được trong cái chuyến đi Việt Nam lần này. Vâng thưa anh Nguyễn Phương Hùng và toàn thể quý vị thính giả, chúng tôi với tư cách của một vị dân cử Hoa Kỳ đến với Đà Nẵng là để làm sao cho giữa hai thành phố tạo được thêm công ăn việc làm lẫn nhau, và đặc biệt là chúng tôi cũng muốn cho những cái chương trình mà giữa hai thành phố đã bàn thảo kỳ trước ở tại thành phố Houston được tiếp tục một cách tốt đẹp hơn. Vâng, thưa ông có dự định sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền khi tiếp xúc với các nhân viên chức Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc các viên chức khác trong chính quyền Việt Nam? Trong vấn đề nhân quyền thì thưa quý vị, là chúng tôi là viên chức của Hoa Kỳ thì chúng tôi phải làm theo đúng với nghi thức ngoại giao, và hiện giờ tất cả những vấn đề mà liên quan đến vấn đề ngoại giao thì đã thuộc về Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho nên những vấn đề mà của vấn đề nhân quyền thì chúng tôi sẽ lên tiếng theo cái phương thức đó, là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói sao thì những người chúng tôi là dân cử thì cũng sẽ nói y như vậy, chúng tôi không thể đi ra ngoài cái phương thức đó thưa Nguyễn Phương Hùng. Vâng, thì chuyến đi này thì theo ông nghị viên luật sư Hoàng Duy Hùng nghĩ rằng sẽ có lợi hay bất lợi cho ông trong cái mùa tranh cử vào năm 2014? Thưa anh Nguyễn Phương Hùng, chúng tôi làm công việc của một nghị viên thì cho nên cái chuyện mà là bất lợi hay không bất lợi thì cái chuyện đó là ánh nhìn của người ta. Dạ. Nhưng mà còn ánh nhìn của chúng tôi là bổn phận một nghị viên thì cứ làm công việc bổn phận của một nghị viên, còn kẻ thương người ghét đó là một chuyện bình thường thưa anh Phương Hùng. Vâng, cảm ơn nghị viên Hoàng Duy Hùng. Và câu hỏi cuối cùng thì tôi cũng có liên quan tới chúng tôi này, nhưng mà chúng tôi sẽ hỏi sau. Và câu hỏi nữa của bên phố Bosa TV, món ăn đầu tiên ở Hà Nội sẽ là món gì ông anh? Dạ chúng tôi vừa mới đến thị trường chưa biết được cái gì vậy thưa anh. Vừa mới bước xuống phi trường, mới ra khỏi cổng phi trường, passport còn đang nằm ở đằng trong, chưa có cầm passport ở đây. Dạ. Thì đã không ngờ, bất ngờ đã gặp thấy anh Nguyễn Phương Hùng kéo tới và phỏng vấn liền. Chúng tôi còn chưa biết những vấn đề khác xảy ra, cho nên hỏi rằng món ăn đầu tiên là món ăn nào thì chúng tôi chịu thua. Dạ, dạ vâng, câu hỏi này đó là cũng có liên quan tới cá nhân chúng tôi, là ông nghĩ sao về những sự chống đối từ hải ngoại về chuyến đi Việt Nam lần này của ông, và ông sẽ đối phó ra sao với những chống đối đó?
Chúng tôi đã trả lời rất là rõ ràng, cho tôi là vị dân cử Hoa Kỳ, tôi làm công tác của một vị dân cử Hoa Kỳ. Ai hiểu được chúng tôi cảm ơn, ai chống đối chúng tôi cũng cảm ơn, là vì chúng tôi làm bổn phận của chúng tôi. Vâng, lúc nãy trả lời cho phóng viên TV có một câu hỏi có lợi ích về kinh tế, ông có thể nói rõ ràng hơn lợi ích về cái phương diện gì? Tại vì có những tin đồn nói rằng là sẽ có mở một cái đường bay trực tiếp từ Houston qua Việt Nam, thì ông nghĩ sao? Thưa anh Nguyễn Phương Hùng, cái đường bay của Houston và Đà Nẵng cũng như là đường bay Houston qua bên Việt Nam đó là nhờ cái nhu cầu của vấn đề phát triển kinh tế. Còn chuyện mà đến được như thế nào thì chúng tôi không thể biết được rằng là sẽ như thế nào. Vì cái chuyện này cũng không phải là một cá nhân chúng tôi được, mà nó còn có rất là nhiều vị tham dự trong đó. Đặc biệt là chúng tôi không thể qua mặt với những cái chương trình của bên ông tổng giám đốc về chương trình phi trường của thành phố Houston là ông Mario Diaz được. Tất cả những cái việc làm này là một cái chuyện gọi là tìm hiểu, đặt kế hoạch. Và một khi đặt kế hoạch đó không phải là chỉ một năm, hai năm. Anh Phương Hùng cũng biết rồi, vì Hoa Kỳ làm việc cái gì họ cũng làm tối thiểu là 5 năm, 10 năm. Vấn đề mà gọi là thành phố Houston và Đà Nẵng nó không phải là một chuyện mới bàn đây, mà đã bàn cái nhiệm kỳ không phải của tôi mà từ thời ông thị trưởng Lee Brown, tức là đã 10 năm về trước rồi. Người Hoa Kỳ họ làm việc chuyện gì họ cũng sắp đặt rất là lâu dài. Cho nên hỏi rằng có tuyến bay trực tiếp liền hay không thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, tất cả nó còn nằm trong một cái kế hoạch rất là sơ thảo. Và chuyện đó tiến hành được như thế nào nó còn do một thời gian, và còn do rất là nhiều vị có chức quyền, có thẩm quyền trong vấn đề này dính vào thì chúng tôi mới trả lời được. Dạ, cho nên không một cá nhân nào có thể trả lời được cái câu hỏi là khi nào hoàn thành được. Hình như là đã có một cái bản soạn thảo từ hồi tháng 7 năm 2012. Vâng, từ tháng 7 năm 2012, bên thành phố Đà Nẵng do ông chủ tịch Văn Hữu Chiến đã dẫn đầu một phái đoàn đến với thành phố Houston, và thị trưởng và các viên chức đã tiếp đón một cách rất là long trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Và thị trưởng của thành phố Houston là bà Anice Parker đã ký một ý định thư, tức là letter of intent. Trong ý định thư đó đã phác thảo sơ cái chương trình làm việc giữa thành phố Houston và Đà Nẵng, tức là trong tương lai, kế hoạch trong tương lai hai thành phố chị em có ý định là kết nghĩa chị em với nhau. Một khi mà có ý định thư đó thì nó giống như là một người con trai với một người con gái là có ăn lễ hỏi với nhau rồi, đó là ý định thư. Còn khi mà gọi để làm hỏi đó, để làm hỏi rồi. Còn cái lễ cưới á, thì khi nào xảy ra thì nó còn đòi hỏi giống như là cái mối duyên của người con trai và người con gái. Có thể là một năm, có thể hai năm, có thể ba năm. Có nhiều khi có nhiều người họ làm lễ hỏi rồi thì họ làm đám cưới ngay. Có nhiều người họ làm lễ hỏi rồi họ lại để rất là lâu. Cho nên cái thời gian thì chúng tôi cũng chưa có thể trả lời được, nhưng mà chắc chắn đã có là cái ý định thư. Ý định thư đã được ký ngày 12 tháng 7. Các công trình của thành phố, các cái công việc của thành phố sẽ được dựa lên trên cái ý định thư đó. Nghe nói rằng là ông Nguyễn Thanh Sơn trong một cuộc phỏng vấn ông có và trong một lá thư thì chúng tôi cũng đã đăng trên KBC Hải Ngoại được biết rằng thì cái toán tiền chạm của luật sư nghị viên Hoàng Duy Hùng tới Việt Nam là sau đó là một tháng là sẽ là cái chuyến đi của bà Anita Parker. Cái điều đó có đúng không? Dạ không, năm nay thị trưởng Anita Parker không thể đi ra khỏi thành phố Houston để đến với các quốc gia khác, là vì năm nay là cái năm tranh cử, còn vài tháng nữa. Cho nên là từ đây tới ngày tranh cử là thị trưởng Anice Parker không có ra khỏi thành phố Houston. Cho nên cái câu mà nói rằng là thị trưởng Anice Parker sẽ về tới Việt Nam trong tháng tới thì chắc chắn sẽ không. Chắc chúng tôi xin khẳng định là không có chuyện đó. Có thể sau cuộc bầu cử rồi sang năm 2014, lúc đó với cái lời mời của Việt Nam thì thị trưởng có thể suy nghĩ có thể đi hay không đi. Nhưng mà chúng tôi không thể nói thay cho thị trưởng, mà chúng tôi biết chắc 100% là thị trưởng không thể đi Việt Nam trong năm 2013. Vâng, câu hỏi cuối cùng thì là nghị viên có dự trù khi về lại bên Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp báo công khai cho mọi người biết cái chuyến đi của mình. Dạ, thưa anh Nguyễn Phương Hùng, công việc của chúng tôi làm trước khi chúng tôi đi thì nhiều người đã biết. Tôi nghĩ cũng không có gì để mà phải nói là quan trọng hóa để thể là rầm rộ. Những người mà họ theo dõi thời cuộc họ biết rằng
chuyến đi này không phải là của một người Việt Nam với một người Việt Nam, mà chuyến đi này với tư cách là của một chính quyền với một chính quyền. Và chuyện đó là một chuyện xảy ra thường ngày, một chuyện xảy ra rất là thường xuyên đối với Hoa Kỳ, từ cấp liên bang cho đến tiểu bang cho đến thành phố. Chúng ta đã biết rằng là có rất là nhiều vị thống đốc cũng như là phó thống đốc hay là thị trưởng đã từng về Việt Nam. Dạ vâng. Nhưng mà người Việt Nam không lưu ý. Dạ. Nghĩ rằng chuyện đó là chuyện bình thường. Dạ. Vì có một cái là đến khi mà gặp một người Việt Nam mà là dân cử của Mỹ khi đi thì lại cho rằng đó là một vấn đề rất là, là cam go hoặc là đặt những cái câu hỏi. Dạ. Và chúng tôi thấy rằng là chúng tôi xin thưa với quý vị, chúng tôi đang làm công tác của một vị dân cử Hoa Kỳ. Và trong cái tâm tình của một vị dân cử Hoa Kỳ, chúng tôi muốn làm sao giữa hai thành phố Đà Nẵng và Houston đều có một cái mối quan hệ hỗ tương với nhau, phát triển kinh tế, phát triển tất cả mọi mặt, làm sao cho hai thành phố được tốt đẹp. Còn riêng đối với cái tâm tình của một người Việt Nam, gốc người Việt Nam, thì thưa với quý vị, đương nhiên những vấn đề mà quý vị quan tâm thì chúng tôi đều quan tâm. Nhưng chúng tôi sẽ phải quan tâm trong cái bối cảnh đó là chúng tôi làm việc của một vị dân cử, không thể đi vượt qua cái khuôn phép của vị dân cử, thưa anh Phương Hùng. Trước khi dứt lời, luật sư có thể cho biết hai thành phố chị em, thì thành phố nào là chị, thành phố nào là em? Dạ thưa anh Phương Hùng, chúng tôi xin khẳng định là một điều lần nữa là chưa có thành chưa phố biết ai là chị, ai là em. Chưa có thành phố chị em. Dạ, là chúng tôi xin minh định lại một lần nữa là dạ, chưa có thành phố chị em, chỉ có mới có ý định thư. Và khi mà gọi là chữ sister đó, đối với tiếng Anh nó không có ai là chị, ai là em. Dạ, chúng ta hãy coi nhau là một sự dạ, một tương quan hỗ tương. Ngang nhau chứ không thể nói rằng là một bên là chị, là một bên là em. Thưa với quý vị, hồi xưa đó, năm 1978, thành phố 1983 xin lỗi, thành phố Houston có ký một cái hiệp ước Sister City với thành phố Thẩm Quyến. Thành phố Thẩm Quyến lúc đó tiếng Anh nó gọi là Shenzhen đó thưa quý vị. Thì thành phố Thẩm Quyến lúc đó chỉ có mấy chục ngàn dân thôi, mà hồi đó thì Houston đã hơn 1 triệu. Nhưng bây giờ đã sau 30 năm thì thành phố Thẩm Quyến là 15 triệu dân. Còn Houston cũng vẫn 2 triệu mấy. Dạ, dạ. Cho nên không thể nào nói là ai là chị, ai là em. Dạ, dạ. Mà cái sự tương quan đó là hỗ tương 2 chiều. Kỳ vừa qua chúng tôi cũng mới đi từ qua bên Nhật Bản. Dạ. Trước khi đi vào Việt Nam thì có vô Nhật Bản. Dạ. Và năm nay là 40 năm kỷ niệm kết nghĩa chị em giữa thành phố Chiba, là một thành phố lớn mà sát cạnh bên Tokyo, dạ, với thành phố Houston. Cho nên cái câu hỏi của anh Phương Hùng hỏi rằng là ai là chị, ai là em, chưa biết. Nhưng mà có một cái điểm quan trọng nhất là trong khi làm việc thì phải đặt cái nền tảng, đó là cái tương quan đồng đều, hỗ tương cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, không thể có ai trên và có ai dưới thì mới làm việc được. Vâng, cảm ơn nghị viên Hoàng Duy Hùng, và chúng tôi là đại diện cho KBC Hải Ngoại cũng như là những chuyển những câu hỏi của Phố Buôn Cam TV. Vâng, thì một lần nữa thì mời nghị viên gửi lời chào cả khán giả của hai cơ quan truyền thông. Vâng, thưa anh Nguyễn Phương Hùng và toàn thể quý vị thính giả, chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị quan tâm theo dõi thời cuộc. Có những người thương mến cho chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi cho chuyến đi này, chúng tôi rất cảm ơn. Có những người không hiểu chúng tôi, có những sự chống đối, chúng tôi cũng cảm ơn. Nhưng chúng tôi làm công việc của một nghị viên, và cứ thưa anh Phương Hùng và toàn thể quý vị thính giả của KBC lẫn phố Bosa, và quý vị thấy rằng là đối với một vị dân cử Hoa Kỳ, việc làm nào cũng minh bạch hết. Chúng tôi đi tới Hà Nội này, có báo chí của người Việt hải ngoại theo dõi và phỏng vấn chúng tôi trả lời một cách minh bạch, không có gì giấu giếm. Vì chúng tôi làm một công việc mà quý vị đều mong muốn, đó là làm sao có tiếng nói thực sự hai chiều ở trong nước cũng như ngoài nước, thì chúng ta mới giúp cho cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam phát triển được. Thưa với quý vị là chúng tôi không những là người Việt Nam mà còn là một người Mỹ, và quê hương của chúng tôi phải khẳng định rất rõ ràng, quê hương của chúng tôi là quê hương ở Hoa Kỳ, vì chúng tôi là công dân Hoa Kỳ. Và đất nước của chúng tôi mà chúng tôi phục vụ hiện nay là đất nước Hoa Kỳ và thành phố Houston. Chúng tôi đến nơi đây là với tư cách một vị dân cử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để làm việc, làm sao cho hai bên có một cái sự hỗ tương đồng đều. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thực ra nghị viên Hoàng Duy Hùng không phải là một vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đến Việt Nam. Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh từ tiểu bang Louisiana đã tới Việt Nam vào tháng Giêng năm 2010 qua lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên lần này, mang theo tinh thần và kế hoạch hợp tác rõ rệt giữa thành phố Houston và Việt Nam, đặc biệt là đối với thành phố Đà Nẵng,
Chuyến đi của nghị viên Hoàng Duy Hùng sẽ là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, cũng như trong mối quan hệ của cộng đồng này với Việt Nam trong những ngày sắp tới.